chị Thanh, xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chị Thanh ơi, em có mấy tấm hình này nè, muốn khoe với chị á. Đâu, đưa chị xem. Ở đây chị thấy những cái tấm hình này cũng là những món ăn thông thường là tôm này, cá này. Nhưng mà chị nhìn vẻ mặt Ngọc Thường hôm nay có cái vẻ gì thích thú mà bí mật nữa. Có phải em thấy cái gì bất thường trong món ăn? Đúng rồi đó chị Thanh. Bữa trước á, trong mùa Vu Lan, em được một người bạn dẫn đi ăn chay ở nhà hàng Hoa ở quận 5. Toàn là những món ăn ngon nhưng mà cuối cùng đều làm bằng tàu hủ kỳ. Chị Thanh thấy có siêu không? Đúng rồi, Ngọc Hương biết không? Sử dụng tàu hủ kỳ để chế biến tạo hình món ăn của người Hoa là cả một nghệ thuật đó. Và tàu hủ kỳ là món ăn thông dụng không những của người Hoa mà các cái bà nội trợ của Việt Nam chúng ta cũng rất là hay dùng tàu hủ kỳ, nhất là dùng cho các món chay. Đúng rồi đó chị Thanh. Bởi vì Ngọc Hương nghĩ bản thân tàu hủ kỳ đã là một thành phẩm rất là quen thuộc để chế biến từ những món ăn đơn giản cho đến phức tạp, đúng không nè? Đúng rồi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả và Ngọc Hương đây một món ăn rất là đơn giản làm từ tàu hủ kỳ, đó là món tàu hủ kỳ chiên xả ớt. Em chỉ cần chuẩn bị 50g tàu hủ kỳ, 2 miếng chao, baro băm, xả băm, ớt băm, dầu ăn, đường và sốt tương Lisa. Em nhớ để mà món ăn ngon thì em phải mua thực phẩm cho thật tốt. Đó là khi mua tàu hủ kỳ em nhớ lựa loại tàu hủ kỳ có màu vàng nhạt tự nhiên và trong như thế này ha. Cái thứ hai là em nhớ phải mua chao cũ. Chao cũ, làm như thế nào mình biết được là chao cũ hay chao mới gì Thanh? Rất là dễ thôi Ngọc Hương. Khi em đi chợ mua lựa mua chao thì em nhớ nhìn cái hũ chao nào mà những cái viên chao này nó nổi lên mặt nước thì đó là chao cũ. Thì khi ăn thì sẽ thơm và béo hơn. Dạ, em sẽ nhớ điều này. Quý vị khán giả thân mến, để làm món tàu hủ kỳ chiên sả ớt được ngon thì quý vị chọn tàu hủ kỳ có màu vàng nhạt tự nhiên và chao thì quý vị sử dụng chao cũ. Bây giờ Hương bật bếp lên. Dạ. Để cho chảo nóng, em cho phần baro mà chúng ta băm vào, đảo cho phần baro này xe một chút rồi chúng ta cho tiếp phần xả vào. Dạ. Em đang có một cái thắc mắc á chị Thanh, là thường á mình phi baro hay là xả thì mình có một ít dầu, còn đằng này thì chị không có sử dụng dầu ăn. Món ăn này đặc biệt ở chỗ là chúng ta chỉ có phi trên chảo không dầu để sau đó chúng ta làm với sốt. Dạ. Và cuối cùng chúng ta cho phần ớt vào. Tất cả đều được băm nhuyễn ha. Yeah. Em phi cho phần này ráo sơ, không phi kỹ quá. Yeah. Rồi, như vậy là phần hỗn hợp này đã xong rồi. Bây giờ mình đưa phần hỗn hợp này ra. Tàu hủ kỳ thì các bạn cắt hình chữ nhật khoảng 4-6cm hoặc là hình tam giác đều được. Yeah. Ở đây thì chị Thanh cắt hình gì? Chị sẽ cắt hai loại, yeah. Vừa tam giác mà vừa chữ nhật. Tiếp theo là chúng ta sẽ chiên tàu hủ kỳ. Các bạn lưu ý khi chiên tàu hủ kỳ các bạn nhớ chiên lửa vừa để cho tàu hủ kỳ được phồng vàng và đẹp. Bây giờ chị sẽ cho những cái lá tàu hủ kỳ vào. Và em nhớ chú ý để giữ cho lá tàu hủ kỳ được thẳng ra. Ngọc Phương lưu ý nha, làm món này hơi công phu đó. Khi em chiên em phải chiên thật khéo, còn không là tàu hủ kỳ sẽ quấn lại hết. Dạ. Yeah. Em gấp miếng tàu hủ kỳ và em lướt nhẹ trên dầu như thế này. Dạ. Yeah. Đó, thì tàu hủ kỳ sẽ ra thẳng. Bây giờ Ngọc Hương giúp chị nha. Rồi, chị sẽ làm phần sốt chao. Dạ. Yeah. Các bạn dùng 2 miếng chao và đánh thật nhuyễn. Mình tán chao ra vậy hả chị Thanh? Đúng vậy em, tán cho thật nhuyễn vậy ha. Và sau khi chao nhuyễn rồi thì các bạn cho khoảng 4 muỗng sốt tương Lisa. Chúng ta lại cho tiếp vào đây khoảng nửa muỗng cà phê đường. Bởi vì em biết rồi, chao thì hơi có vị mặn. Chúng ta cho một tí đường vào để cân bằng cái độ mặn. Rồi đánh đều cái phần sốt tương này lên. Các bạn cho phần baro nè, xả ớt mà chúng ta đã rang sơ qua trộn chung vào với sốt. Đây là một cái sự đặc biệt của món ăn này. Dạ. Các bạn trộn đều lên. Những cái miếng tàu hủ kỳ chúng ta đã chiên rồi đó. Các bạn lấy phần sốt này và để lên. Công nhận là tạo hình lạ thiệt đó chị Thanh. Em rắc lên đây một ít mè ha. Dạ. Khi mình ăn thì mè sẽ tạo thêm độ thơm. Rồi sau đó ớt và xả. Dạ. Em cũng rắc nhẹ lên thôi ha. Rồi lại cho tiếp một cái lá ngò nhỏ lên nữa. Chị để lên những cái muỗng xinh xinh này. Sao? Món ăn đã hoàn thành rồi. Ngọc Hương thấy có nhanh không? Đúng là chỉ trong tích tắc luôn đó chị Thanh. Bây giờ thì
Chị sẽ mời Ngọc Hương thử món ăn này ha. Dạ. Cảm ơn chị rồi. Thanh. Thời gian chế biến thì chỉ trong tích tắc thôi. Tổ hủ kia á thì giòn rụm luôn. Sốt tương Lisa hòa quyện với chao và tất cả các gia vị và nguyên liệu đã làm nên một món ăn trên cả tuyệt vời luôn đó chị Thanh. Món ngon trong tích tắc. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công và ngon miệng với món tàu hủ kia chiên sả ớt trong tích tắc. Mọi thư từ góp ý về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày gửi về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình hết rồi. Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.